đến 2 triệu đồng rồi. Và anh Sơn thì vẫn duy trì cái giải là cầu thủ từ Thanh Thuận của Sanet Khánh Hòa. Tấn công đằng hàng sau, không chạm vào ai, được trọng tài chính công nhận với số tiền là 500 ngàn đồng. Và bất kể cầu thủ nào xếp bóng rơi tự do, ăn điểm trực tiếp cũng là số tiền là 500 nghìn đồng. Một công điểm cho Sanet Khánh Hòa. Đập bóng đất từ cửa địa cho Hà Tĩnh 1-0. Vâng, phải nói rằng là với mảng miếng mang đậm chất của biên phòng, nòng cốt của đội Hà Tĩnh là các cầu thủ được đào tạo từ Bộ Tư lệnh Biên phòng, cho nên là các cầu thủ đánh với những mảng miếng phải nói rằng là rất hay, chiến thuật rất phong phú. Rất đáng tiếc là bóng vừa rồi. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 2-1. Phải nói rằng là một trong hai đội, kể cả Sanet Khánh Hòa cũng như là đội Hà Tĩnh mà không thể có mặt trong trận chung kết cũng đều là làm cho khán giả rất là tiếc nuối với thi đấu như này. Anh Hà Vân cũng có cái giải 1 triệu đồng để cộng vào với cái giải vạch 3 mét. Và hiện nay giải vạch 3 mét lên đến 3 triệu đồng rồi. Đồng viên sinh năm 1990 tặng cho đội Hà Tĩnh 1 triệu đồng nếu như Hà Tĩnh thắng trận này, thắng Sanet Khánh Hòa. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 3-2. Luôn. Rồi thì cái giải vạch 3 mét này tiếp tục được tăng lên thành 5 triệu rồi. Anh Tân Tuấn vừa rồi có ủng hộ vào vạch 3 mét là 2 triệu đồng. Tổng số giải hiện nay là 5 triệu rồi. Và tiếp tục các nhà hâm mộ vẫn tiếp tục coi như là trao giải cho các cầu thủ ở những trận đấu tiếp theo. Đổi vào điểm cho Sanet Khánh Hòa 4-3. Vâng, một pha tấn công rất mạnh, tuy nhiên bóng đã đi ra ngoài rồi. Nhất là các chị em đang ngồi ở bên phía đối diện, đối với các cầu thủ Hà Tĩnh, hãy hết sức lưu ý cho bóng rất mạnh đấy. Sanet Khánh Hòa chặt bóng tốt, điểm cho Sanet Khánh Hòa 6-3. Cách xa 10 năm rồi anh này. Chưa thay thế. Đập bóng tốt, đổi vào điểm cho Hà Tĩnh 4-6. Bóng đã hơi trốn ra ngoài rồi.
lời và điểm cho Sanac Khánh Hòa 7-5. Vâng, Hà Tĩnh xin lưu ý lần thứ nhất là xét đấu thứ ba. Vâng, và xin thông báo với quý vị khán giả và vận động viên của hai đội là hiện nay cái giải vạch 3m là 5 triệu đồng. Trong đó là có anh Dũng Xuyên là 1 triệu đồng, anh Sơn Mến là 500 ngàn đồng, Cụ Thường Kiên 500 ngàn đồng, anh Hà Vân 1 triệu đồng và anh Tân Tuyến là 2 triệu đồng. Anh Cam cũng có một cái giải là từ Thanh Thuận tấn công hàng sau, không chạm vào ai được trọng tài công nhận, với số tiền là 500 ngàn đồng. Là 500 ngàn đồng. Công thằng Tuyển nó ngã ra. Anh Sơn chỉ trao giải cho Từ Thanh Thuận tấn công như vậy thôi. Và rất tiếc cho cầu thủ của đội Hà Tĩnh. Anh Sơn đã có những cái sự yêu mến nhất định từ Thanh Thuận, có những cái sự yêu mến nhất định từ Thanh Thuận. Tiếp tục những pha tấn công, pha tấn công đề nghị hai đội đổi sân tiếp tục. Vâng, hiện nay là đội Sanep Khánh Hòa đi đánh giải ở bất kể địa phương nào thì vẫn có phóng viên chuyên nghiệp đi cùng để đưa tin về nhìn thi đấu cũng như là tình hình sức khỏe của các vận động viên Sanep Khánh Hòa, nhà vô địch, đương kim vô địch kể cả giải đồng hương và giải vô địch quốc gia năm 2017. Tập bóng tốt, đời ba điểm. Vâng, pha bóng vừa rồi của trọng tài đã quyết định là pha bóng đã ra ngoài rồi. Điểm cho Sanep Khánh Hòa 9-6. Trọng tài vừa rồi đã quyết định là cầu thủ của Hà Tĩnh đánh bóng sai kỹ thuật. Điểm cho Sanep Khánh Hòa 16. Và rất đáng tiếc cho Sanep Khánh Hòa vừa rồi đã chặt bóng chặt lưới. Từ ba điểm cho Hà Tĩnh 70. Nào đấy mà không có đấy là đánh cầu dưới chuyển đấy đánh nào được. Có đấy chỉ là số 2. Cầu trên thì có anh được. Trên thì có anh được. Chưa đạo đạo ngạc. Vâng, kính thưa quý vị khán giả cùng toàn thể các vận động viên về tham dự hội làng. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đội và các vận động viên cũng như toàn thể các cổ động viên đã đến để cổ vũ cho hội làng vận động viên năm nay. Và đội biên phòng, hai đội chuẩn bị khởi động ở bên ngoài để vào thi đấu. Thi đấu trong sân. Điểm cho Sanep Khánh Hòa 12-9. Trước khi giải diễn ra thì ban tổ chức cũng cử tất cả các trọng tài chính đi học các
hết sức là thông cảm với lại những pha bóng mà có thể chúng ta cho đó là những pha bóng phạm lỗi. Và vừa rồi là một pha bóng rất là đáng tiếc. Điểm số hôm nay là 14-10 rồi. Còn có một điểm nữa thôi. Vâng, đề nghị hai đội thể công và bên phòng chuẩn bị khởi động ở bên ngoài. Hiện nay duy nhất chỉ còn một đội nữa thôi là đội Sơn Linh Khánh Hòa sẽ thắng chung cuộc. Vâng, phải nói rằng là các cầu thủ Hà Tĩnh đã rất cố gắng rồi. Tuy nhiên gặp phải một đối thủ phải nói rằng là rất mạnh là đội Sơn Linh Khánh Hòa. Tuy nhiên rằng là các cầu thủ Hà Tĩnh có thua. Có thua thì các cầu thủ vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả Tô Trọng Vương hôm nay. Các cầu thủ đã thi đấu một cách rất là kiên cường, cống hiến rất nhiều những pha bóng hay cho khán giả. Rất may mắn vừa rồi bóng trắng lại đâm vào đầu của chủ công mặc áo số 5 Phan Hải. Vâng, đổi ba điểm cho Hà Tĩnh 11-14. Sa Đéc Thanh Hòa. Và trận đấu bán kết 2 tiếp theo sẽ diễn ra giữa đội tuyển thể cấp và biên phòng